Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Mã Vạch chúng tôi xin giới thiệu các bạn đó là cái máy in mã vạch công nghiệp của Zebra. Nó có mã sản phẩm đó là ZT410. Thì máy in mã vạch công nghiệp này sẽ chuyên dùng ở trong các khu chế xuất cũng như là các nhà máy sản xuất để in những số lượng tem nhãn lớn. Thì tốc độ in của cái máy ZT410 này, tốc độ thấp nhất đó là 2 in trên 1 giây, tốc độ cao nhất kháng tượng đó là 14 in trên 1 giây. Thì bây giờ mình sẽ mở cái phần ở bên trong máy. Thì đây thì là cái đầu in, đây là đầu in của máy ZT410, có cái độ rộng đầu in là 4 in. Đây là cuộn mực của máy thì có thể là sử dụng cuộn mực là 300m hoặc là 450m. Còn đây là cuộn giấy thì là sử dụng giấy lõi lớn và có cái độ dài đó là từ 100m tới 150m. Thì cái máy ZT410 này sử dụng với cái cổng kết nối là USB, cổng LAN và cổng RS232. Thì ngoài ra nó có thể có thêm option đó là tích hợp cái module RFID để mà in một số tem nhãn RFID. Thì bây giờ mình sẽ cho máy in thử để các bạn xem cái quá trình hoạt động của máy như thế nào. Đây là con tem vừa mới được in ra thì nó rất là sắc nét và đẹp. Các bạn có thể theo dõi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Thì mọi cái thông tin chi tiết về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Mã Vạch để được hỗ trợ.